Được, chúng ta có thể tiến hành thí nghiệm rồi. Trợ lý ơi, đưa hai chiếc ly cho tớ nào. Mình phải thật cẩn thận để không làm đổ. Tuyết, thí nghiệm thành công rồi. Giờ thì thử nghiệm hương vị nào. Wow, gì vậy nè? Hay quá! Tụi mình cùng mở ra nhé! Wow, cái gì nhìn cũng ngon luôn ý! Khoan, sao tớ chỉ có kem trắng trơn thế kìa? Chịu thôi, nhưng tớ có quả cầu xanh này! Ờ, thôi thì cứ ăn kem đi vậy! Cũng thơm giả phết đó! Không được rồi, tớ không thể ăn kem! Nhìn đây, có giải pháp cho cậu mà. Kính dâm màu hường có ích đó. Chuẩn, kem giờ cũng có màu hồng. Nhìn ngon dã man. Màu hường ăn ngon hơn bao nhiêu. Để mở quả cầu của mình xem. Dẻo quá nè. Mà còn ngon nữa chứ. Khoan, người mình thấy lạ quá. Ow, mình biến thành khổng lồ. Wow, từ đây mình nhìn thấy mọi thứ. Hả, đi rồi hả, nhanh thế. Tuyệt diệu quá, mình lớn đến nỗi dẫm lên cả trái đất này. Eeny, meeny, miny, moe. Yay, tớ thắng. Mở ra nhá. Wow, một món nước màu vàng. Khoan, có gì đó sai sai á. Đâu phải là nước, là kẹo dẻo mà. Hay chưa này. À, cho tớ ăn chung với. Đi mà. Wow, bình tĩnh coi. Chính chủ còn chưa thử mà. Wow, dai ngon ghê. Wow, vị xuất sắc luôn. Ghen tị thật đấy. Cậu ấy vẫn đang ăn sao? Ăn rõ là lâu luôn, mình đói meo rồi. Ngày gì mà chán thế không biết. Mình thấy người mệt quá. Ngon thật đấy, cho cậu ăn chung nè. Ê, cậu đang ngủ đấy à? Chắc tại cậu ấy hết năng lượng rồi. Hay là mình thử mở lồng của cậu ấy. Ý, cậu ấy có máy kẹo nhỏ này. Để tớ giúp cậu nha. Kẹo nhỏ xinh dễ thương. Khá là viên kẹo này sẽ cho cậu ấy năng lượng. Wow, tôi thấy khỏe như trâu luôn này. Yay, kẹo nhiên liệu đã hiệu quả. Wow, thế kia thì lại hơi tăng động quá. Yay, sang màn tiếp theo đi. Lần này mình sẽ có đồ thú vị lắm. Mình có... chẳng gì cả. Ước gì tớ cũng có như cậu. Đừng khóc, không sao đâu mà. Mình có hai cây lận. Và có hai người ở đây. Phải có cách để chia cho đều chứ. Hay là mình thử giải toán nhỉ? Khoan, mình chỉ cần giải ra x thôi. Để xem sách giáo khoa nào. Chà, có lẽ nếu cậu ấy tính biến số... thật bất công. Này, tớ có hai cái. Vậy là mỗi đứa mình sẽ có một cái. Nhưng tớ màu xanh mà. Của cậu màu hường. Tớ xin lỗi, tớ không thể lấy cái đó.
Nhìn này, tớ đặt lên đĩa cậu rồi, đĩa cậu đâu có trống không? Wow, nhìn kìa, nó đang đổi màu. Tuyệt quá, nó thành màu xanh rồi. Hay lắm, và của tớ vẫn màu hồng. Dô, mầm mầm kẹo ngon nào. Ngon dã man luôn. Ôi trời đất, sao tự nhiên lạ thế này? Tớ cũng đổi màu luôn. Wow, tớ cũng thế. Mở cùng nhau đi nào. Wow, trứng siêu to khổng lồ nè. Ôi trời, to quá. Còn tớ thì có cả một đống hộp bé xíu. Kẹo nhỏ đáng yêu. Thơm ngon hết sảy luôn. À, còn có một tờ giấy nhỏ nữa. Ồ, dễ cưng quá má ơi. Lãng mạn thật đó. Quả là một nơi tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn bên em. Được rồi, kiểm tra trứng sô-cô-la bất ngờ thôi. Chù choa má ơi, hay hơn mình tưởng đó. Đủ màu xanh luôn, mà còn thơm nức mũi. Xử lý thôi. Ew, đây đâu phải sô-cô-la. Gì vậy má? Trứng sô-cô-la bất ngờ của tớ dở tới bất ngờ. Ai mà cho xốp vào trong chứ? Cậu trước đi, Emma. Tớ có đang gặp ác mộng không vậy? Làm gì có, thật 100% nhé. Cơ mà thơm phết đó cái. Tớ nghĩ ăn kiểu này nè. Ngon ghê đó. Thơm mùi hoa quả và có vị chua chua. Thế tớ có gì đây nhỉ? Tớ chưa từng thấy con mắt nào to thế này luôn đó trời. Ê ma, nhìn đi này, con mắt này đang nhìn tớ đấy. Cậu sẽ ăn cái đó thật sao? Kinh quá đi. Tội nghiệp Naomi của tớ. Thôi, đành nhắm mắt mà ăn vậy. Còn gì để mất đâu. Thực ra cái này ngon lắm á gái. Mắt tớ được đột biến rồi này. Naomi. Món này càng ăn càng ngon đó. Hình như cậu ấy bị ma nhập rồi. Mặc kệ cậu, tớ sẽ mở của tớ trước. Này, ai cho cậu le te trước hả? Tụi mình phải mở cùng nhau chứ. Yay, burger kìa. Đẹp quá, phải chụp ảnh cái đã. Này, cậu chú giúp tớ nhá. Nhớ căn chỉnh cho đẹp vào đấy. Ok, đủ rồi, cảm ơn nha. Lắm chuyện quá, ăn burger thôi. Đeo găng tay xong, muốn đùa không? 1, 2, 3, chiến. Chắc chắn mình sẽ đánh bại cậu ấy. Ôi không, cậu ấy đang đuổi kịp. Burger ngon bá đạo luôn. Ồ, cậu ấy nhanh như chớp vậy. Gì thế kia? Hả? Có chuyện gì vậy trời? À, tớ bị kéo lên trên. Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi, trốn đi thôi. Lần này tớ sẽ mở trước. Nhìn này, màu đẹp quá. Là một cuộn kẹo đó. Để ăn thử xem sao. Tớ sẽ để nó bung ra hết luôn. Oh wow, nó dài quá chứ hả? Tớ sẽ ăn đầu này cho.
mãi mà chưa hết. Ơ, gì vậy má? Ai cho ăn của tớ? Xin lỗi nha, tại nhìn cậu ăn ngon quá. Tuyệt cú mèo. Son kẹo nè. Có mùi hoa quả. Wow, ê, vị thơm lắm luôn đó. Đúng là thơm thật đấy. Ê, tớ có trò này, để tớ thoa son cho cậu. Được chứ, làm đi. Đúng là con nai vàng ngơ ngác. Thử chút màu thực phẩm xem cậu xinh không nào. Ôi chà, mau cất vật chứng đi. Được rồi, tớ tô nè. Ý, đen thùi lùi. Mình còn muốn chơi vui hơn cơ. Cần thêm chút màu thực phẩm nè. Mình sẽ tô màu đỏ quanh môi cậu ấy. Rồi thêm một vòng màu xanh. Trông hài dã man. Ê, tô xong rồi. Này, tỉnh dậy đi. Wow, tớ đang ngủ ngon mà. Chờ tới khi cậu thấy mặt mình đã. Hả? Gì vậy trời? Tớ mê đứ đừ luôn đây này. Cậu đúng là bạn tốt của tớ. Cảm ơn cậu nhiều. Không biết trong này có gì ta. Wow, nào, ăn đi, chờ chi nữa bà con. Sợi mì đầu tiên ơi, vào miệng chị nào. Nhìn sợi mì trôi vào miệng cậu ấy kìa. Tiếp tục hút đi bạn mình. Ăn thế này chẳng đã tí nào, đổi kiểu thôi. Cậu không biết dùng dĩa hả Naomi? Vì món mì này xứng đáng quá mà. Dê, tớ ngắm tí thôi mà, có gì đâu. Đến lượt mình thưởng thức món ngon rồi. Xem nào, bịch kẹo này đầy thật đó mọi người. Wow, mình sẽ ăn sạch thành xanh luôn. Mấy miếng này cute quá đi. Mùi cũng thơm nước mũi ấy. Tuyệt thật, cứ như thể mình đang ăn cao lương mỹ vị vậy. Tớ thổi bong bóng nhé các bạn. Tớ sẽ không bể quả bóng này đâu. Mình sẽ khiến cậu ta phải kinh ngạc. Chuẩn bị tinh thần này mọi người. Bong bóng siêu to khổng lồ đến đây. Emma ơi. Trời đất, dính tùm lum tùm la rồi. Làm sao gỡ bã kẹo ra khỏi tóc bây giờ? Cho tôi ăn thử một miếng với. Trong này nóng thế nhỉ? Kìa, hết nước luôn rồi. Chà, đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Ôi mẹ ơi, tuyệt, nước lạnh. Mày quá đằng khát. Nước thơm mát quá nè. Mình sẽ dùng ống hút. Vị cũng ngon nữa. Phải hút hết từng chút một. Và những giọt cuối cùng. Mình vẫn khát. Cậu ấy còn chưa uống nữa kìa. May mà mình có ống hút siêu dài. Cậu ấy cử động. Phải chờ đã. Xa hơn chút nữa thôi. Sao mà khó thế nhở? Tuyệt, cắm ống vào chai được rồi. Giờ thì uống thôi. Kìa, làm gì đấy hả? Đồ chôm chỉa, bỏ cái kiểu đó đi. Đủ rồi nhá, cậu uống gần hết của tớ rồi. Thêm một xíu nữa. Sao cậu lì thế hả? Thì thôi.
Sí. Kéo búa giấy xem em mở trước nhá. Tớ thắng. À, cũng được, cậu mở đi. Yay, cảm ơn cậu. Đồ uống nhìn sang chảnh thế. May mà đúng lúc tớ đang khát khô cả họng. À, thơm ngon, sảng khoái cả người. Tớ có trò hay nè. Xem chuyện gì sẽ xảy ra với cái que này nhá. Wow, cậu làm kiểu gì mà hay vậy? Cứ xem tiếp đi, gần xong rồi. Ta-da, tớ biến ra kẹo mút nè. Tuyệt vời ông mặt trời, cậu có phép thần à? Này, cậu mở của cậu đi xem. Ồ, đúng rồi. Ôi không, coi chừng, nó sắp phát nổ đấy. À, ngã mất thôi. Nó đâu có phát nổ gì đâu ta. Tại cậu đấy. Nhưng trông vẫn cứ sợ sợ thế nào ấy. Chắc phải kéo cái ghim này ra. Yay, nó không nổ, xịt được rồi nè. Ngon quá. Ngon với cậu thôi. Ủa, kẹo mút của mình đâu rồi? Không, bẩn hết rồi còn đâu. Chán như con rán. Nhưng mình vẫn còn nước. Cho tớ mở trước nha. Yay. Cái khỉ gì thế kia? Chịu thôi, chắc là cá sấu đồ chơi. Hay cậu xem kỹ xem có gì đặc biệt không? Trông hơi đáng sợ đó. Wow, sắc ghê. Có một cái nút ở đây. Không biết để làm gì nhở? Mũi tớ, nó kẹp mũi tớ. Cậu thả ngón tay ra là được mà. Nhìn nè, vui nhộn đó chứ. Đớp đớp đớp. Đúng thế thật, thú vị đó. Đớp đớp. Ai biết cá sấu đớp lại vui thế chứ. Để xem tớ có gì nào. Một túi kẹo. Mình làm mặt giống như thế kia được không ta? Khó thật đấy. Chà, bóc kẹo thôi nào. Để xem có gì bên trong. Trông ngon chưa kìa. Mà còn đẹp long lanh nữa. Nhìn kẹo ngon ghê. Nhanh nào, cá đớp, tỏa sáng đi bé cưng. Lên, cá đớp, đớp lấy. Phán đề, kẹo của tớ mà. Nè, cá đớp có kẹo ở bên trong kìa. Thơm ghê. Kẹo mút đúng chuẩn món mình mê rồi. Ôi, mẹ ơi, cậu đang làm gì thế? Nhìn cậu giống hệt sóc chuột. Coi chừng, cá đớp tới đây. Tớ thử trước. Không, tớ chứ. Năn nỉ đó. Rồi, cậu mở đi. Vị tớ mê nhất trần đời nè. Thử ngay đi. Tớ chén cả gói này luôn cũng được ấy chứ. Nhìn viên kẹo xinh chưa nè em à. Hường thật đó. Nhưng trước khi mâm mâm, tớ phải thử trò này trước đã. Xin chào chậu cây nhỏ, giúp chị ươm mầm hạt giống này nhá. Phải tưới nước nữa chứ nhỉ. Mọc đi, kẹo ơi, mọc đi nào. Giờ thì đợi nhé. Wow, thành công thật rồi nè. Cây kẹo bông gòn của tớ đó. Thơm nước mũi luôn. Vị cũng ngon tuyệt ấy.
Ừ, sướng nhá. Của mình thì sao nhỉ? Tớ thích nước ngọt hương nho lắm. Mở lon và thưởng thức thôi nào. 1, 2, 3, dô. Chua loét luôn đó má ơi. Tớ thử cái này tí nhé. Trong veo như nước trắng luôn á. Bởi vậy không ngọt là phải rồi. Hay là cậu cho cây kẹo này vào ly nước đi. Kẹo bông á hả? Thì kẹo bông cũng là đường mà. Thấy không? Thế nào cũng ngon lắm cho xem. Wow! Nước thành màu hồng rồi. Để tớ thử xem nào. Xin chào nước nho kẹo bông. Cậu có sao không Nami? Uống cùng tớ nào bạn yêu. 1, 2, 3, dô. Hút một cái là hết sạch cái mà. Ngọt ngất ngay luôn. Bánh trống đủ chưa má? Mở ra đi chứ. Bánh dẻo diệu kỳ siêu cấp VIP Pro. Nhìn nó núng nính chưa này. Wow, to thế. Nhưng sao tớ lại có mỗi một quả chuối thôi? Vỏ chuối trông cứ lạ lạ sao ấy. Má ơi, quá trời kẹo dẻo vị chuối luôn. Cả đống kẹo thơm ngon hết nấc. Nhìn là muốn chát chát ngay. Lung linh là lên luôn. Mong là kẹo ngon. Là là, ngon quá mẹ ơi. Bling bling, trông giống bánh dẻo trong đám cưới nè. Rồi tới một ngày, mình sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp. Chiếc váy trắng lộng lẫy. Và bánh cưới dẻo thơm cũng thật tuyệt vời. Chà, vì hôm nay là ngày cưới của mình nên mình sẽ ăn bánh. Không, sao tôi lại cưới một con vượn chứ? Giấc mơ đi hơi bị xa quá đấy. Nhưng may mà tất cả chỉ là do mình tưởng tượng. Con vượn đang ăn chuối. Kìa, cậu mở đi. Ok con dê. Tèn tèn, trông tuyệt quá đi. Nhìn bát cốm này nè mọi người. Đi kèm với quá trời quá đất hồ lô kẹo dẻo luôn đó. Cầm giúp tớ với. Tớ sẽ đổ thật nhiều cốm ra đĩa. Như vậy thì hồ lô kẹo dẻo sẽ được phủ đầy cốm luôn. Lăn đi nào hồ lô ơi. Toàn màu hồng công xỉu luôn. Chén một miếng nào. Ngọt thực sự luôn đó. Ước gì mình cũng có món ấy nhỉ. Mà biết đâu thế thật. Có khi món của mình còn ngon hơn ý. Ow, cứng như đá vậy trời. Đây, cho cậu này, tớ còn nhiều lắm. Tớ thích món này hơn nè. Tớ hiểu cậu mà gái. À, mà đây là cái gì nhỉ? Không phải đồ ăn đâu, là bong bóng đó. Nào mi ơi ơi. Wow, bong bóng nè mọi người. Thổi tiếp đi em ma ơi. Mình cứ như công chúa bong bóng ý. Mình muốn làm nổ hết đống này luôn. Cho tớ chơi thử với em ma. 1, 2, 3, thổi. Trò này hay hơn là đồ ăn vặt nhiều luôn á. Ê gái, mở ra xem tụi mình có gì nào. Yay, kẹo mút siêu to khổng lồ. Mỗi người một cái. Đẹp dã man. Tớ không thể rời mắt khỏi kẹo. Chắc sẽ ngon lắm cho mà coi, nhỏ. Này, cậu có sao không? Tỉnh táo đi chứ. Tỉnh dậy. Cái này sẽ khiến cậu ấy chú ý. Tỉnh dậy. Chả ăn thua. Nổ thì sao ta? Giờ sao đây? Cậu ấy như người mất hồn.
Khoan, vấn đề nằm ở kẹo mút. Xử lý nào, một miếng thật to. Ái chà chà, thơm ngon hảo hạng. Hả, cậu mới nói gì với tớ cơ? Này, cậu dám cắn kẹo mút của tớ à? Khoan, tớ buộc làm thế để cứu cậu đấy. Mặc kệ, cho tớ cắn một miếng ở kẹo của cậu. Sao? Sao lại nhìn tớ như người ngoài hành tinh thế? Wow, tóc đổi màu nè. Tóc cậu cũng đổi màu luôn rồi kìa. Đổi màu tóc hóa ra lại hợp với tụi mình nhở? Bạn có muốn thử những loại kẹo hồng cute này không? Sao bạn không tự tổ chức các thử thách ăn uống với bạn bè của mình nhỉ? Hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra nhé! Bạn đã xem các video này chưa nè? Mau mau đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ trò vui nào nha cả nhà!